Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng một email của Sa Di Trúc Hải gửi đến cho chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con là Sa Di Thích Trúc Hải. Con rất thích nghe chương trình 5 Phút Phật Pháp, đặc biệt là phần kể chuyện của Thầy. Con thấy chương trình này hay và có ý nghĩa lắm, không phải chỉ hữu ích cho những người Phật tử mà cả những người mới xuất gia như con nữa. Con có thấy lịch trình hoằng pháp của Thầy đi khắp nơi và nhiều quốc gia để thuyết giảng. Với tinh thần hoằng pháp đó của Thầy là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Kính chúc Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Con Thích Trúc Hải. Kính thưa Sa Di Trúc Hải cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, Thiệu Long Thánh Chủng, Chấn Nhiếp Ma Quân, Dụng Báo Tứ Ân, Bạc Tế Tam Hữu. Có nghĩa là người phát tâm xuất gia, bước chân trên con đường cao rộng, tâm và hình dáng của mình đều khác với người thế tục, để rồi nối dõi cái dòng của Bậc Thánh mà chấn nhiếp hết tất cả ma quân. Có như vậy thì mình mới có thể báo đáp được tứ trọng ân ở trong đời, và có thể cứu vớt được tất cả những cái chúng sanh khổ não trong ba cõi. Với cái ý nghĩa rất là lớn lao của một người xuất gia như vậy đó, cho nên khi mà chúng ta đã phát tâm bước lên con đường này rồi thì mình cần phải noi gương Đức Phật để mà hoằn truyền cái giáo pháp đó, đem cái tinh thần giải thoát và giác ngộ đến khắp các nơi để mà giáo hóa tất cả mọi người, làm cho nơi đó có được sự an lạc và hạnh phúc. Có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, một người đệ tử rất là giỏi trên cái phương diện hoằng pháp và thuyết pháp, đó là Phú Lâu Na. Có một lần nọ, sau cái mùa an cư, thì Ngài Phú Lâu Na liền nghĩ rằng mình cần phải đến một trong những cái nơi nào mà chúng sanh ở cái vùng đất đó chưa có thể ngộ được Phật Pháp, thì mình cần phải đến nơi đó để hóa độ. Vậy là Phú Lâu Na chọn cái xứ Du Lô Na. Ở nơi đó cái ánh sáng của văn minh, cái nền dân trí chưa được phát triển, cho nên dân chúng sống một cách rất thô lỗ, đánh mắng nhau một cách rất thường xuyên. Và khi Đức Thế Tôn nghe Phú Lâu Na xin để đến cái xứ Du Lô Na này để giáo hóa đó, thì trong lòng rất là mừng rỡ. Tuy nhiên liền hỏi Phú Lâu Na rằng, nếu mà khi ông đến đó, dân chúng ở đó họ chửi mắng ông, thì ông sẽ làm như thế nào? Lúc ấy thì Ngài Phú Lâu Na liền trả lời Đức Thế Tôn rằng, dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu như con đến cái vùng đất đó để hoằng truyền Phật Pháp mà người ta dùng những cái lời thô lỗ mắng nhiếc con, thì con cũng cảm ơn họ là vì họ chưa có đánh con. Đức Thế Tôn liền hỏi vặn lại nữa rằng, nếu như mà họ dùng cây, họ dùng gạch, họ dùng đất đá để đánh ông, để ném ông, thì lúc đó ông nghĩ như thế nào? Ngài Phú Lâu Na liền thưa rằng, dạ bạch Đức Thế Tôn, người ta dùng đất đá, cây cối để đánh con, để chọi con, nhưng mà người ta vẫn chưa có giết con. Đức Thế Tôn liền nói rằng, nếu như họ giết ông luôn thì sao? Ngài Phú Lâu Na thưa, dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu người ta giết con thì cũng chỉ là giết cái sắc thân ngũ uẩn này mà thôi, còn cái tinh thần của con vẫn hoằng truyền Phật Pháp và không có mảy may nào giận dỗi họ. Khi nghe như thế thì Đức Thế Tôn rất hoan hỷ và cho Ngài đến cái xứ Du Lô Na đó để mà hoằng pháp. Thưa đại chúng, với cái tinh thần hoằng truyền Phật Pháp như Ngài Phú Lâu Na như vậy đó, mới có thể đem cái tinh thần giáo lý của Đức Thế Tôn cắm rễ vào trong những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh, và ở nơi đó có thể là chúng nhân rất hung và rất dữ, không có thuần thục. Giáo lý của Đức Thế Tôn không có khô cứng, không có khô khan, không phải chỉ là như thế này mà không thể như thế khác. Ngài đã từng ví dụ rằng Đức Phật như là một bậc đại y vương vào trong cuộc đời này tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Thuốc nào phù hợp với chúng sanh, giúp cho chúng sanh giải được cái nỗi khổ, làm cho chúng sanh an vui tịnh lạc thì đó là thuốc tốt. Vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta đây khi nghe được cái tinh thần này thì chúng ta cũng hãy trở thành một cái cánh tay nối dài của chư Phật, chư Bồ Tát bước vào trong cuộc đời này để giúp cho mọi người trong nhân gian mà có duyên gặp mình có được sự an lạc và hạnh phúc khi người ta tiếp xúc với ta qua nhiều cái cung bậc. Một là tiếp xúc một cách trực tiếp, hai là tiếp xúc một cách gián tiếp qua tất cả những cái bóng dáng của mình
trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cũng như những người thân của tất cả đại chúng luôn an vui và thanh thản nhẹ nhàng trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.